anh em nha. Đêm hôm mình bán hàng lấy cái clip bán hàng là đêm hôm thì trong những cái bộ dụng cụ đó mình không đăng giá cụ thể, nhưng mà một số anh em đã thấy và cũng đã mua, nhưng mà mình bán như vậy anh em chọn lựa cho mình thì nói chung cũng rất rối cho mình. Thì hôm qua thì mình cũng đã soạn một số đơn hàng rồi, cũng soạn được lên một số đơn hàng, mà những anh em nào như chưa có thông tin địa chỉ gửi cho mình về cách thức mua hàng thì anh em đã đặt hàng mình có thể liên hệ với mình nha, mình gửi thông tin tụi mình ship hàng cho anh em. Trong đây thì những đơn hàng đã chốt hết rồi, và đây là những sản phẩm còn lại mấy cái clip trước mình chưa giao, đây còn rất nhiều luôn. Số anh đặt những bộ này mình chưa có địa chỉ. Đây là bộ kèm của anh khách ở Sài Gòn, anh không xài Zalo nên không có chụp được, để mình xem cho anh coi. Mấy bộ kèm này của anh khách này anh đặt anh chốt rồi, anh không lấy hàng của mình. Đấy, điện thoại anh không bấm máy, nhắn tin không trả lời, đặt để đây chơi thôi. Anh này mốt mình sẽ dẹp ảnh qua một bên. Đây là bộ kèm của anh ấy, cái kèm phe này đêm hôm anh em mua chậm quá, ảnh mua 120.000 nha. Và hai cái kéo cắt cành cho anh. Rồi anh có thấy xe không biết có đủ thiếu cái gì không thì báo em nha. Rồi sẵn đây mình cũng cái clip test đơn hàng tối mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nhưng mà chưa có thông tin cụ thể một số anh. Rồi sẵn đây mình ra mình test cái kéo cắt cành cho anh em xem nha. Dụng cụ đêm hôm mình giờ mình chỉ còn có một ít này thôi nha anh em. Cái này 350 anh bán rồi. Kéo cắt cành mình cũng đã lên đơn cho anh em hết rồi nha. Hôm nay mình làm cái clip test kéo cắt cành nha, cho anh em xem thử anh em về xài có cảm nhận giùm mình nha. Đây bên hông nhà này mình giờ nó có mấy cái cây này nó mọc lung tung nè, giờ mình cắt cho anh em xem nha. Đây rất ngọt luôn anh em, nó mọc lung tung bên nhà mình. Đây qua đã cắt thử vài cây lòng mứt có lớn rồi. Đây rất sắc bén luôn. Rồi anh em xem tham khảo chơi nha. Đây nhiều một số anh cũng e ngại vì đi mua sợ lầm, mình cũng cắt thử một cái vài cái cho anh em xem chơi, cho anh em về xài đánh giá sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm giùm mình. Đây, cắt thử cái nhánh bự luôn coi, một chà nó đứt một cái một nha anh em. Đây chơi luôn cái góc bự luôn coi, nói không vui chà, không xi nhê gì hết, rất nhẹ luôn nha anh em. Rồi anh em nào đó hồi đêm hôm mua hàng chưa có thông tin địa chỉ, rồi anh em sẽ cứ liên hệ mình nha. Rồi mình giờ mình cũng đi làm, rồi mình trưa về mình sẽ ghi thông tin địa chỉ đầy đủ, mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Rồi cắt một cái trụi lơ hết luôn, quá ngọt luôn. Rồi mấy này cắt cây kiển là thôi, mấy anh em khỏi chơi luôn nha. Cắt mấy cây lồng mứt này cỡ này mình cắt một lần rồi nha anh em. Đây quá ngọt luôn, rất chất lượng luôn nha. Anh em nào muốn mua hàng thì liên hệ mình lấy hàng về bán cho anh em nữa nha. Bây giờ cái clip đêm hôm thì mình bán kéo cắt cành mình bán như cũng gần hết rồi, còn cũng vài cây anh em. Số khách đã dặn trước mình sẽ ưu tiên những khách hàng đã dặn trước. Đây rồi lọc mức cỡ này cắt phát một thôi, không chuyện gì lớn với nó hết.
cắt luôn cây này nha. Thôi đi anh em, để anh em về anh em cắt nha. Đùa thôi. Rồi, anh em xem chơi giải trí giùm nha. Rồi, những ai chưa đăng ký kênh của mình nhớ đăng ký kênh nha, để mình tìm những sản phẩm hay hay về anh em để bán cho anh em nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem clip. Rất bén luôn.